bây giờ là 11 giờ, khung giờ dành cho bản tin an ninh cận cảnh. Phương Thanh xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin trưa này. Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết sau khi hết hai lệnh tạm giữ, đồng thời tiến hành giám định thương tật các nạn nhân bị ô tô tông trúng, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bắt giam đối với tài xế 63 tuổi lái xe ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công, Xuân La. Lái xe Hoàng Ngọc Dĩnh, sinh năm 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông theo khoản 3 điều 260 Bộ luật hình sự. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với tài xế này để phục vụ công tác điều tra. Tối 15 tháng 4, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ cái chết của một công nhân trong nhà máy sản xuất gạch. Vụ việc xảy ra tại một nhà máy chuyên sản xuất gạch thuộc phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên. Nạn nhân là ông NVB, 49 tuổi, quê ở Hậu Giang, là công nhân của nhà máy. Công tác khám nghiệm hiện trường xác định đây là một vụ tai nạn lao động. Cụ thể, sáng cùng ngày, ông B lái xe chuyên dụng để chở gạch bên trong nhà máy thì bất ngờ tông trúng trụ cột của nhà máy. Cú tông mạnh khiến ông B va đập mạnh vào trụ cột, ngã xuống nền xi măng, rồi tiếp tục bị gạch rơi trúng dẫn đến tử vong. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản đối với ông Nguyễn Văn Nông, 47 tuổi. Theo cáo trạng, năm 2020, ông Nông cho một người hàng xóm mượn 60 triệu đồng, sau đó được trả 10 triệu đồng. 50 triệu đồng còn lại, ông Nông nhiều lần đòi nhưng bất thành. Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa nhưng không đòi được tiền, ông Nông nảy sinh ý định đốt nhà con nợ. Gia đình nạn nhân kịp thoát ra ngoài, nhưng tài sản thiệt hại hơn 7 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo khai mỗi lần đến đòi tiền đều bị người vay chửi bới. Ông không chủ đích giết gia đình nạn nhân, nhưng vì quá tức giận nên hù dọa. Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 550 triệu đồng đối với ông Đoàn Bá Hồng, trú tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Cụ thể, ông Hồng đã có hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. Nhà chức trách xác định ông Hồng đã sử dụng 24 tài khoản để giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu, công ty cổ phần xây dựng 1369, mã chứng khoán C69. Tuy vậy, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết chưa đủ căn cứ để xác định ông Đoàn Bá Hồng vi phạm quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình Sự. Trưa 15 tháng 4, Công an thành phố Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông dưới một chung cư. Nạn nhân được xác định là ông VVT, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông T nằm chết trên vỉa hè, trên tuyến đường nội bộ bên trong một khu chung cư, phường An Phú, thành phố Thuận An. Trên người nạn nhân có nhiều vết máu. Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc, ông T gần đây gặp chuyện buồn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Tân, 22 tuổi và Phạm Văn Hiếu, 19 tuổi, cùng ngụ xã Hiếu Nhân, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, một người dân ở xã Tân Long, huyện Mang Thít đến trình báo về việc bị mất xe máy. Công an huyện Mang Thít điều tra và xác định Tân và Hiếu là thủ phạm nên mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận thấy chiếc xe máy trên dựng bên hiên nhà dân, không người trông coi nên lấy trộm, bán được 2 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Mở rộng điều tra, Tân và Hiếu khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm xe máy khác. Công an huyện Mang Thít đã thu hồi được 9 xe máy bị Tân và Hiếu trộm và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Thái Bình đã kiểm tra đột xuất 3i Club Thái Bình và phát hiện 49 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có một số đối tượng cộng cán về hình sự ma túy. Theo thông tin ban đầu, lực lượng công an đã phát hiện có khoảng hơn 100 nam nữ thanh niên đang nhảy múa. Sau khi kiểm tra, xe chuyên dụng của cảnh sát chở hơn 100 dân chơi rời 3 lớp nói trên về trụ sở tiếp tục làm việc. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy làm một phụ nữ tử vong.
Cụ thể, chiếc xe Ben biển số 60C35762 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Thủ Đức đi quận 12. Khi đến chân cầu vượt sóng thần thuộc phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, tài xế cho xe rẽ phải thì va chạm với xe máy biển số 59E1-20730 chạy cùng chiều. Tai nạn làm cho người phụ nữ bị xe Ben cán tử vong tại chỗ, còn chiếc xe máy bị cán nát nằm dưới gầm xe Ben. Nạn nhân được xác định là chị NTHT, sinh năm 1976, ngụ thành phố Thủ Đức, đang trên đường đi chợ thì gặp nạn. Một công ty chuyên sản xuất vali túi sách sợi dài ở khu công nghiệp Đức Hòa, tỉnh Long An bốc cháy và lan ra diện rộng, thiêu rụi xưởng sản xuất. Khoảng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 4, người dân đi trên đường qua đoạn công ty CoQ Textile Việt Nam chuyên sản xuất vali túi sách sợi đai tọa lạc tại khu công nghiệp Liên Minh đường 4, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phát hiện nhiều khói bốc lên trong khu vực sản xuất. Nhận được tin báo, bảo vệ công ty dùng dụng cụ chữa cháy để dập tắt đám cháy nhưng bất thành do đám cháy cháy quá lớn không thể tiếp cận. Đội chữa cháy khu Tân Tạo, Tân Đức và cảnh sát chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn khu vực huyện Đức Hòa sau đó đã có mặt tham gia cứu chữa. Khi xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường, đám cháy đã phủ kín diện rộng nhà xưởng rồi lan sang kho chứa vật liệu, khói bốc lên cao mù mịt. Việc dập lửa của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn do gió thổi mạnh. Cảnh sát chữa cháy và đội chữa cháy khu công nghiệp đã phun nước để ngăn lửa lây lan sang các khu vực khác lân cận. Hơn 3 giờ cứu chữa, đám cháy cơ bản được dập tắt, xưởng sản xuất rộng 1.700m² gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều phương tiện trong các khu vực sản xuất khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lực lượng chữa cháy vẫn túc trực do lửa vẫn còn âm ỉ. Theo công an huyện Đức Hòa, công ty này chuyên sản xuất vali túi sách và các loại tương tự, trong đó có sản xuất và gia công sợi, dây đai các loại dành cho ngành may túi sách. Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An đang bảo vệ toàn bộ khu vực để khám nghiệm hiện trường, xác định giá trị tài sản bị thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy. Cuối bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh LA34 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào tạm biệt.